Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiều nơi ở Giang Tây xảy ra mưa lớn, mưa cực lớn, gây lũ lụt đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công an các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án khẩn cấp, triển khai nghiêm túc các biện pháp như kiểm soát xã hội, quản lý an toàn giao thông đường bộ. Cảnh sát cơ động dốc toàn lực bám trụ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên mặt trận cứu hộ lũ lụt khẩn cấp. Tuần qua, do lượng mưa lớn, đoạn hạ lưu kè sông Thanh Phong ở thị trấn Likun, thành phố Phong Thành đã bị vỡ hơn 30 mét. Bốn ngôi làng bao gồm làng Châu Thượng ở thị trấn Likun bị ngập lụt và hơn 200 người bị ảnh hưởng. Văn phòng Công an Phong Thành đã khẩn trương cử hơn 200 cảnh sát đến tuyến đầu cứu hộ với thuyền kayak, áo phao và các thiết bị khác để thực hiện công việc chuyển hàng và sơ tán, tìm kiếm giải cứu những người bị mắc kẹt trong lũ lụt, kiểm soát an ninh công cộng và đoàn xe cứu hộ khẩn cấp, an ninh giao thông. Và tất cả dân làng bị mắc kẹt đã được chuyển đi an toàn. Sáng sớm ngày 9 tháng 8, huyện Lệ Xuyên hứng chịu một trận mưa lớn. Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn nên một số đoạn đường bị ngập nước sâu. Tất cả người dân và cảnh sát của đội cảnh sát giao thông thuộc Sở Công an huyện Lạc Xuyên đã dùng tay trần dọn rác trong mưa gió để thoát nước. Kịp thời nhắc nhở các phương tiện đi qua và người dân đi theo đường vòng, giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt trong mưa, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn. Vào ngày 9 tháng 8, dưới cơn mưa xối xả, một số ngôi nhà của làng Trung Vũ thuộc Ủy ban làng Hồ Bì, thành phố Tân Dư đã bị ngập lụt và dân làng bị mắc kẹt. Văn phòng công an vội vã đến đội cứu trợ thiên tai tại làng. Đến khoảng 9 giờ, lũ đã tràn vào nhà dân, lực lượng cảnh sát hỗ trợ đã bất chấp trời mưa lớn để giúp dân làng chuyển đồ tiếp tế và người dân bị mắc kẹt nhằm xoa dịu cảm xúc của những người bị ảnh hưởng và giữ gìn trật tự tại hiện trường. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 8, đường Ngọc Tài ở huyện Trung Nhân bị ngập lụt nghiêm trọng, cống thoát nước trên đường bị các đồ lật vặt chặn lại, nước ngập đến thắt lưng, hầu hết các ngôi nhà gần đó đều bị ngập trong nước và nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà của mình. Sau khi phát hiện ra tình hình, Tần Hải Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông của Cục Công an huyện Trung Nhân, ngay lập tức chỉ huy các sĩ quan cảnh sát hỗ trợ của đội khiêng ông lão ra khỏi nhà bằng cách lội nước bằng chân trần. Để đẩy nhanh tiến độ xả nước đọng, lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát hỗ trợ của biệt đội kỵ binh cũng đã tiến hành dọn sạch các rãnh thoát nước trên đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 8, mưa lớn diện rộng tiếp tục hoành hành ở khu đô thị Thái Châu, kho hàng của một xưởng sản xuất đồ nội thất ở thị trấn Thạch Dương, quận Hải Linh sắp bị ngập. Đồ đạc trị giá hàng triệu đô la Mỹ nằm chờ xuất chất đống trong kho. Thấy nước ngập sắp tràn vào kho, chủ doanh nghiệp bức xúc gọi điện báo công an khu vực đến nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được lời kêu cứu, cảnh sát đã hỗ trợ từ Sở Cảnh sát Thạch Dương thuộc chi nhánh Hải Linh thuộc Cục Công an Thái Châu đã ngay lập tức lái xe cứu hộ khẩn cấp của họ đến nhà máy sản xuất đồ nội thất. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã bất chấp trời mưa lớn để nhanh chóng đặt máy bơm nước và bắt đầu bơm thoát nước. Trong khi di chuyển những đồ lặt vặt xung quanh đường ống thoát nước, cảnh sát Trương Vũ Vệ đã vô tình ngã rơi xuống dòng nước lũ. Khu vực anh rơi xuống là khu vực dỡ hàng, nơi thường bốc dỡ container. Toàn bộ khu vực này có dạng dốc, chỗ sâu nhất là 5 mét. Ngay khi Trương Vũ Vệ ngã xuống, anh lập tức bị nhấn chìm trong nước lũ. May mắn thay, anh đã quen với nước và nhanh chóng bơi đến nơi an toàn. Đối mặt với sự quan tâm sốt sắng của những người xung quanh và đồng đội, Trương Vũ Vệ nhẹ nhàng nói, không sao đâu, không sao đâu, xả nước thôi. Do địa hình trũng thấp, nước rút nhanh về khu bốc rỡ nằm cạnh cổng kho. Chỉ cần nước ngập là hàng hóa trong kho bị ẩm, tổn thất sẽ không thể khắc phục được. Vào thời điểm quan trọng này, cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức những người xung quanh cùng nhau khiêng bao cát chống lũ, xây tường chống lũ ở cổng kho, dùng bao cát để thiết lập khu vực thoát nước tạm thời xung quanh khu vực nhà máy và đào hố trên mặt bằng giữa khu vực và khu nhà máy làm kênh mương đệm để làm chậm dòng chảy ngược của nước tích tụ và mưa, dành thời gian cho cống thoát nước nhanh. Sau một tiếng rưỡi ứng cứu liên tục, lượng nước ngập phía trước nhà kho đã rút
và vấn đề ngập úng đã cơ bản được giải quyết. Lúc này, cảnh sát dân sự và cảnh sát phụ trợ của đồn cảnh sát mới có cơ hội trú mưa dưới mái hiên. Quần áo của họ đã bị mưa làm ướt sũng, dây ngoài đầy nước, chân người không còn thứ gì sạch sẽ, nhưng họ vẫn vui vẻ lau mặt và thở phào nhẹ nhõm. Thưa quý vị, gần đây, hơn 20 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Ngày 9 tháng 8, Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lớn nhất lịch sử kể từ năm 1940. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt qua mức giới hạn, kiểm soát lũ hơn 3,5 mét, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo sông đã bị ngập lụt. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước lũ tràn vào các cửa hiệu, làm ngập toàn bộ tầng 1. Hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 10 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 6 giờ tới, toàn bộ khu vực Trùng Khánh, đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lớn lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ khoảng 4,8 đến 6,1 m và có khả năng tăng đến 9 đến 10 m. Theo tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao trong ngày 10 tháng 8. Đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 8. Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp hơn 35.000 người. Do mưa lớn liên tục hôm 10 tháng 8, trên nhiều đoạn đường cao tốc tại Trùng Khánh xuất hiện sụt lún. Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam thành phố Trùng Khánh lên tới 109,6mm, gây ngập úng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do họ tự quay. Từ video có thể thấy rằng, vào sáng ngày 10 tháng 8, nhiều khu vực dọc theo hai bên bờ sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường quốc lộ Tân Giang. Những chiếc ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi trên mặt nước. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước, thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, kể từ ngày 9 tháng 8, khu vực phía Đông Nam và phía Tây Trùng Khánh có mưa vừa và mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn xảy ra ở nhiều quận huyện gồm Dậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa lớn, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyển ở Nam Xuyên đã xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tính đến nay, nước lũ trên gần 150 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt quá mức báo động, nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 11 con sông đã vượt quá mực nước đảm bảo an toàn và 9 con sông đã vượt quá mức lũ lịch sử được ghi nhận. Kể từ đầu mùa lũ tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa lũ hơn 40 ngày, nhưng đã có tới 145 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang, Bắc Giang ở phía Nam và sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những trận lũ đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều trận sạt lở đất, trong đó đường cao tốc đoạn từ Duyên Hà đến Quan Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Thưa quý vị, những trận lũ mùa hè đang hoành hành ở một số vùng của Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại về người và của. Số người chết trong 2 tuần qua là 536 người và 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ sớm tại Trung Quốc là các tỉnh miền Nam. Đây là một trong những đợt thiên tai gây thiệt hại nhất ở nước này trong hàng thập kỷ qua. Nhiều nơi chìm trong nước lũ do những cơn mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Tình hình lũ lụt tại thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây và một số nơi khác ở Quảng Đông đang hết sức nghiêm trọng. Nước sông dâng cao phá vỡ đê và những đợt lở đất khiến số thương vong tăng cao. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc lo ngại đây chưa phải là đỉnh cao của đợt lũ. Ngoài số người chết còn có 137 người khác được xác định là mất tích. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ở khu vực miền Nam bị gián đoạn do nước lũ. Tính đến thời điểm này,
lũ lụt tại Trung Quốc gây thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng tại miền Nam hoàn toàn trái ngược với miền Trung và miền Bắc Trung Quốc, những nơi đang chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục. Tỉnh miền Trung An Huy đang bị hạn hán gây thiệt hại nặng, còn thủ đô Bắc Kinh tiếp tục trải qua đợt nóng trên 40 độ C. Quý vị thân mến, các hoạt động trong vùng xám của Trung Quốc được xem là những hành động tinh vi để kiểm soát các quốc gia yếu hơn thông qua các chiến thuật kinh tế, chính trị và thông tin, tránh xung đột quân sự. Đó là một chiến lược được tiến hành chậm rãi, lâu dài, có chủ ý làm mờ đi ranh giới giữa hòa bình và xung đột. Biểu hiện của chiến thuật này là các tàu dân quân thường xuyên quấy rối các tàu thương mại trong khu vực. Giáo sư Penn gợi ý rằng các quốc gia bị ảnh hưởng có thể liên kết với nhau và chia sẻ các chiến lược kháng cự để chống lại mối đe dọa này. Giáo sư Penn cũng gợi ý rằng một mạng lưới các quốc gia chia sẻ thông tin, tình báo và kinh nghiệm có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chiến thuật vùng xám sẽ thành công khi các quốc gia thiếu quan hệ đối tác, sự liên kết và thông tin đáng tin cậy. Philippines cũng đã mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ, một động thái được coi là có ý nghĩa chiến lược. Họ cũng có kế hoạch tăng cường liên minh chiến lược với các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau khi ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 với Mỹ, Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ của mình. Hai nước đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận hàng hải lớn nhất từ trước tới nay. Điều này cho thấy rằng Philippines đã sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!